Có một thời điểm cách đây cũng chỉ cỡ một năm, khi toàn bộ những cầu thủ phía trên không thể làm điểm tựa, thì David De Gea đã trở thành người hùng để giải cứu họ. Nhưng điều khác biệt đã đến khi đến bây giờ David De Gea cũng trở thành một phần của những thảm họa ấy. Có một thời điểm cũng chẳng quá xa, Manchester United đã có một khởi đầu hoàn hảo để nhiều người tưởng tượng về một cái kết tuyệt vời cho đội bóng này. Thế rồi họ ném nó đi bằng chuỗi trận tệ hại khi đến giữa mùa giải. Điều đó cũng đã thay khác bởi Manchester United chọn một bắt đầu chưa bao giờ tồi tệ hơn cho mùa giải này. Như để nói rằng người hâm mộ của họ không cần đi tàu lượn để chìm xuống vực sâu nữa. Họ không khiến cổ động viên của mình có chút mơ mộng hay hy vọng nào thêm cả, bởi tất cả hoàn toàn là sự thất vọng tột cùng. Điều thứ nhất thì có vẻ tệ hơn, điều thứ hai vẫn tệ, nhưng liệu có thể tệ hơn được nữa không? Brighton và Brentford là những đối thủ không dễ chịu, nhưng không phải là những đội bóng mà Manchester United nên thua liên tiếp. Thậm chí là thủng lưới liên tiếp 4 bàn chỉ trong vòng 25 phút và chẳng thể có nổi bàn thắng danh dự. Nếu Erik ten Hag muốn Manchester United học được cách tấn công từ phía sau, ông rõ ràng có hai lựa chọn. Một là huấn luyện viên này có thể giúp David De Gea cải thiện điểm yếu của mình. Còn hai là ông tìm một thủ môn có thể làm được những điều mà hiện tại De Gea không làm được. Đó là một lựa chọn công bằng ngay kể cả khi De Gea là người hùng của Quỷ Đỏ trong quá khứ hay mùa giải trước. Kể cả khi anh là người duy nhất trong tập thể xứng đáng nên được hưởng những điều hạnh phúc hơn. Và vì công bằng nên nói David De Gea mắc sai lầm. Hai sai lầm liên tiếp cũng có nghĩa là đẩy cơ hội của chính mình tại câu lạc bộ này ra xa. Chỉ trong 18 phút đầu tiên, hai sai lầm của thủ thành người Tây Ban Nha đã khiến Manchester United phải nhận hai bàn thua. Anh không tự tin để chuyền trái bóng hay nhận lại nó khi thấy đồng đội xung quanh mình bị kèm cặp. Và vì không tự tin nên nếu có phất lên, bóng cũng chẳng thường đến được với các đồng đội. Khi Pep Guardiola đến Manchester City, huấn luyện viên này biết mình muốn gì. Mọi người khi ấy đều yêu mến Joe Hart bởi anh đã giành được rất nhiều vinh quang cùng câu lạc bộ. Nhưng Guardiola biết Joe Hart không thể chơi theo cách của mình. Đó là lý do tại sao ông mang về Ederson. De Gea là một thủ môn tuyệt vời, bất kể anh ta mắc hai lỗi trừng phạt trước Brentford, nhưng anh vẫn không đủ thoải mái để chơi kiểu này. Ederson ở Man City và Alisson ở Liverpool đủ kỹ thuật để đưa ra đường chuyền tốt cho đồng đội. Nhưng còn một thứ mà họ cũng biết, đó là khi nào nên dùng chân và quan trọng là khi nào không nên dùng chân. Christian Eriksen là người để mất bóng trong bàn thua thứ hai của Brentford, nhưng De Gea lẽ ra không bao giờ chuyền cho anh. Và dù sao đi nữa, Eriksen lẽ ra không bao giờ được đứng ở vị trí đó. Ý tưởng về việc để Eriksen chơi lùi sâu ở hàng tiền vệ đã thực sự thất bại. Anh từng là một trong những người hay nhất khi chơi phía trên, nhưng với vai trò một tiền vệ phòng ngự, Eriksen mỏng manh và dễ dàng lọt thỏm giữa sự pressing gắt gao của các thủ Brentford. Họ cũng chính là những đồng đội cũ của anh nửa mùa giải trước, hay việc Martinez không tạo ra ảnh hưởng với những cầu thủ tấn công cao kều của bầy ong. Man United trông như thể mất đi sự bình tĩnh kể từ sau bàn thua thứ hai. Không nên bỏ qua luận điểm rằng Brentford đã xuất sắc trong suốt trận đấu. Nhưng một trong những số liệu thống kê gây bất ngờ nhất là họ chạy nhiều hơn và nhanh hơn các thủ Man United bao nhiêu. Brentford đã chạy nhiều hơn 8,6 dặm so với toàn đội khách và cũng thực hiện nhiều hơn 25 lần chạy nước rút. Manchester United đã thực sự giúp Brentford trong chính thất bại của họ. Các thủ Manchester United đã cho thấy rằng dưới thời 3 huấn luyện viên khác nhau, họ không chạy đủ chăm chỉ khi thi đấu. Nhưng hiệp 1 hôm qua là một mức thấp chưa từng thấy. Nevin trên cabin bình luận cũng nói rằng mình đã theo dõi đội bóng 42 năm và tôi không thể nghĩ đến khoảnh khắc nào lại tồi tệ như trong hiệp 1. Và một yếu tố cốt lõi, khả năng tổ chức. Khả năng tổ chức là một trong những yếu tố có thể chiến thắng chênh lệch với giá trị đội hình. Các đội bóng đang ngày càng chơi hay hơn trên sân và cũng tốt hơn về khả năng điều hành một doanh nghiệp bóng đá. Rõ ràng là Erik ten Hag có trách nhiệm cho trận thua này bởi ông có đủ thời gian để tập trung với đội bóng và làm việc với hầu hết cầu thủ. Nhưng có một lý lẽ cũng được Rio Ferdinand củng cố trên postcard Viber with Fire của mình rằng anh thấy tiếc cho huấn luyện viên người Hà Lan hơn. Đó là một người đàn ông đang tự lừa dối mình khi tỏ ra ổn nhưng thực tế lại chẳng có đủ những bản hợp đồng ông ta mong muốn. Erik ten Hag có thể vẫn đang ngồi đây, nhưng ông chắc cũng không hiểu vì sao mình là một phần của dự án chậm chạp này với những cầu thủ không đạt tiêu chuẩn. Rio thừa nhận rằng anh không phải là người thích dựa vào hào quang quá khứ mà chê trách những cầu thủ hiện tại. Nhưng lý do cho hai trận thua vừa qua chính nằm ở nhân sự trên sân nhiều hơn là Erik ten Hag. Huấn luyện viên người Hà Lan cũng thừa nhận đội bóng cần những cầu thủ mới và những cầu thủ chất lượng. Nhưng rõ ràng thuyết phục họ trở thành một phần của Man United hiện tại thực sự là không dễ. Sau khi tiếng còi mãn cuộc trận Brentford vang lên, Cristiano Ronaldo cũng không giấu nổi cơn giận khi tỏ ra bất mãn và tiến thẳng vào đường hầm. Harry Maguire cũng được cho là không dám đối mặt với người hâm mộ. Trong sự thất vọng tràn trề như vậy,
những cầu thủ cũng chẳng còn giữ được bình tĩnh. David De Gea đã đưa ra lời xin lỗi chính thức, nhưng anh cũng biết rằng mình sẽ phải chịu trách nhiệm nhiều hơn. Trận đấu với Brentford là trận thua thứ 7 liên tiếp của Man United trên sân khách và nó cũng khiến họ lần đầu tiên xếp cuối bảng xếp hạng kể từ năm 1992. Brentford cũng trở thành đội bóng thứ 3 ghi 4 bàn vào lưới Man United trong nửa đầu trận đấu tại Premier League sau Tottenham vào tháng 10 năm 2020 và Liverpool vào tháng 10 năm 2021. Ten Hag cũng đã giận dữ, ông nói rằng những cầu thủ giỏi mà mình có đáng lẽ phải làm tốt hơn. Đúng là Premier League đã chào đón vị tân thuyền trưởng này một cách khó khăn. Nhưng chúng ta cũng thấy rõ một điều rằng làm sao có thể giành chiến thắng khi những sai lầm thế này cứ tiếp diễn. Muốn chiến thắng bạn thậm chí phải hạn chế tối đa những sai sót và chơi tốt trước đối thủ và đôi khi cần được phù trợ bởi chút may mắn. Nhưng khi yếu tố tiên quyết không thể thực hiện, rõ ràng chiến thắng là điều rất xa vời. Manchester United Support the Trust là một trong những hội cổ viên chuyên nghiệp nhất của đội bóng này và điều họ làm thường là cổ vũ hết mình cho câu lạc bộ mặc cho những vấn đề liên quan khác bên ngoài sân cỏ. Nhưng hôm qua họ đã phá lệ, bước qua bức tường được dựng lên bằng chính sự thất vọng để truyền đi một thông điệp rằng họ không chỉ thất vọng mà còn đang bị sỉ nhục. Nhưng tệ hơn là nó không khiến họ bất ngờ nữa. Và cũng là một trong những lần hiếm hoi, hội Support the Trust này yêu cầu những ông chủ của họ chịu trách nhiệm cho việc tiêu chuẩn của câu lạc bộ đã đi đến bờ vực như hiện tại. Kể cả họ sẽ luôn ủng hộ câu lạc bộ dù ra sao, thì nhóm cổ động viên này vẫn yêu cầu rằng những ông chủ của họ phải thay đổi cách làm việc đi. Nếu có điều gì đó sắp đến thì đó có lẽ là sự kích động. Gary Neville sáng nay trở thành tâm điểm của các mặt báo Anh khi công khai những chỉ trích hướng đến giới chủ đội bóng và nó nhận được sự đồng tình lẫn đón nhận lớn từ người hâm mộ bản địa. Trong đó có một đoạn mỉa mai như thế này: có một gia đình ở Mỹ đang để nhân viên của mình chịu trách nhiệm. Họ cần phải lên máy bay đến Manchester và giải thích kế hoạch là gì. Chúng ta sẽ không bao giờ thấy nhà Glazer ở đây. Số tiền duy nhất đã được chi cho cầu thủ đã được tạo ra bởi câu lạc bộ. Quan điểm của tôi là đã có một nền văn hóa độc hại ở câu lạc bộ này trong 10 năm qua kể từ khi Alex Ferguson và David Gill rời đi. Đó là một mớ hỗn độn và nó không thể tiếp tục diễn ra. Họ đã không xử lý một sân bóng đang rỉ sét. Vì sao người hâm mộ Manchester United lại đồng tình với điều đó đến như vậy? Bởi lý lẽ chung của họ đó là đây không phải là một công việc kinh doanh bình thường. Đây là một câu lạc bộ bóng đá có di sản với lịch sử, với đặc điểm, tính cách, những con người thực sự tạo nên sự độc đáo mà chỉ riêng họ có. Nếu những ông chủ không giao tiếp với người hâm mộ, không ai biết họ đang ở đâu, thì cũng không ai có thể đối mặt với tất cả sự khủng hoảng trên. Đấy là còn chưa kể đến việc bị so sánh với những đội bóng khác. Manchester City đang hủy diệt thế nào? Arsenal đang lột xác ra sao? Tottenham, Chelsea chắc chắn sẽ càng khiến mục tiêu của Quỷ Đỏ gặp nhiều khó khăn hơn. Và cả Liverpool, đối thủ của họ vào tuần sau. Quỷ Đỏ sẽ cần phải thực dụng hơn, khó bị đánh bại hơn. Nếu họ cố gắng chơi từ phía dưới như họ đã làm với Brighton hay Brentford, Liverpool có thể sẽ đối xử với họ rất tàn bạo. Lần đầu tiên mà chúng ta thấy trước một trận derby nước Anh, người hâm mộ Man United giơ cao khẩu hiệu MT Old Trafford. Ngay từ giờ đây, sau hai trận thua đầu mùa, nó có vẻ như đã được lan truyền và chấp nhận nhiều hơn. Chẳng có gì đau đớn hơn điều đó. Thực sự là chẳng có gì cả. Người hâm mộ của Manchester United còn đang đau khổ hơn những gì mà các Gunners trải qua một năm về trước.